có cái trừ trừ class này cosplay lại lúc nãy để cho nó có nghĩa. Trừ trừ tên class đúng không? Ví dụ như kiểu là user table seeder. Như này đúng không? Thì là nó sẽ chạy toàn bộ cái code nằm ở trong cái file này, import và insert vào trong cơ sở dữ liệu bảng user đúng không? Nhưng mà chúng ta có cách khác nhanh hơn, đó là có thể là bỏ toàn bộ phần class này đi, trừ trừ class này đi, bỏ đây, quăng đi. Thì chạy không thế này nó cũng chạy được, nhưng mà nó sẽ chạy vào trong file này, các bạn lưu ý, nó chạy vào trong cái file database seeder này. Nếu bây giờ tôi chạy thì nó cũng sẽ chạy thôi, ví dụ như này, enter xuống, chạy xong rồi đúng không? Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì trong cái hàm run này nó không có code, không có bất kỳ dòng code nào cả. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó có sẵn một cái đoạn là this chỏi đến cô à, ở trong này là user table seeder class đúng không? Tức là chạy những cái chạy cái class ở user table seeder, được chưa? Nếu mà với câu lệnh này thì chúng ta hoàn toàn có thể uncomment nó đi và chúng ta chạy cái câu lệnh này ở đây là user table seeder này, sau tôi có thể là copy tiếp là category table seeder này, tôi paste tiếp vào đây và tôi chạy tiếp là post table seeder này. Trong trường hợp tôi muốn chạy tất cả các file seeder này cùng một lúc, không phải trừ trừ class từng file một nữa, nó mệt. Bây giờ chạy một phát bằng ba file luôn, thì đây là cách làm, được chưa? Như chúng ta đã chạy file này rồi thì comment nó vào, không chạy nữa. Chúng ta còn hai file này đúng không? Thì trước mắt tôi sẽ chạy cho các bạn, tôi sẽ làm cho các bạn cái file category table seeder trước. Thì chúng ta sẽ có phần category table seeder thì tôi sẽ có một cái biến là kết ở đây bằng một cái mảng. Trong cái mảng này tôi có để tiếng Việt không ta? Rồi không để tiếng Việt. Trong cái mảng này của chúng ta sẽ có thêm các cái phần tử nằm trong. Thì tôi phải xem cái thiết kế của DB cho bảng category này nó như thế nào. Thì tôi sẽ viết được ở đây ID name này, parent ID. Đúng không? Parent ID này nó có default là -1 rồi. Thì tôi sẽ tạo ra những cái category gốc thôi, còn những cái thằng khác thì tôi kệ nó, tôi không quan tâm. Thì tôi sẽ có ở đây là name. Ví dụ tôi đi ăn trộm vài cái danh mục 24 giờ chẳng hạn. Đây. Ví dụ như kiểu là bóng đá này. Bóng đá phẩy cái duplicate lên. Tin tức quốc tế này. Rồi, hai text này. Hai text này. Showbiz này. Showbiz. Rồi thì giải trí này. Sống trẻ. Thể thao. Rồi thì sức khỏe video. Sức khỏe video. Rồi thì phái đẹp vào game. Rồi xong, còn này cả. Sau đó tôi sẽ có cái đoạn là giống như hôm trước thôi, DB 2.2.table là bảng category đúng không? Category trỏ đến insert. Insert cái biến kết cái vào phát như này là xong. Bởi vì có mỗi trong cái bảng kết này tôi có require mỗi cái file là mỗi cái cột là cột name thôi. Còn nếu mà không điền cái cột là parent ID thì tự động nó nhận giá trị là -1. Cho nên tôi không phải điền cũng được. Chẳng sao mà. Lù đi vào luôn mà. Còn các field khác của tôi được phép là nullable, cho nên tôi không điền dữ liệu gì cả. Xong chưa? Các bạn tự điền thêm những cái này nhá. Sau đó tôi chạy câu lệnh là pp artisan db seed, chạy luôn. Xong, nó chạy qua category table seeder. Thì sau đấy tức là nó đã insert dữ liệu vào trong bảng này rồi, các bạn có thể mở cái bảng này ra. Đúng không? Đủ chưa? Tất cả các field đã có dữ liệu. À, đã điền thêm 10 cái bản ghi vào trong này. Mình chém bừa cũng đủ 10.
Thế là xong về cái shader chạy không để trần của mình đó. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Lưu ý này. Nếu mà các bạn bây giờ các bạn chạy tiếp cái này một lần nữa thì nó lại insert thêm 10 cái nữa. Tức là nó sẽ bị nhân đôi lên. Do đó làm việc với cái file mà database shader nó rất là nguy hiểm. Được chưa? Khi đã chạy xong file nào rồi thì tốt nhất là comment nó lại. Không chạy nữa. Được chưa? Để nó tránh cái vấn đề đó là bị dính cái duplicate data, nó cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không nên. Để cho comment nó vào. Sau đó đến post table seeder. Đây tôi để thời gian cho các bạn làm nhá. Ăn comment đi. Rồi. Thầy copy tên class ở đây. Copy tên class. Rồi, thay cho bên kia. Mày bạn bây giờ đi. Đây. Thầy có đây. Được chưa? Xếp xuống, chạy đi kia. Nào. User đã chạy xin đào chưa? Chạy rồi thì comment nó vào. Đây này, đây nhá. Cái user này có taxi này. Còn user ở đây có taxi không? Nào, trải nghiệm. Cái gì đây? Avatar RL. Nên nó không...
Xong chưa? Chạy chưa? Xong chưa? Cận này. Các bạn đến đây có điểm trên này à? Dối nhỏ à? Chắc nhà nó đi mọi người đúng không? Hả? Hay là cái gì nó đi theo dài mới? Ở nhà. À. Em có gì muốn nói? Thank you.
các bạn nào xong đọc cho tôi rằng là search cái từ khóa là Laravel Faker nhé. Laravel cách Faker đọc thông qua cái này. Cái biến này là biến nào?
Còn mình không ngớ ngẩn các bạn ạ. Tiếp tục nha, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Faker này. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta làm việc với khi mà chúng ta làm việc với cái master data này. Nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn test một cái bảng nào đấy mà chúng ta cần thật là nhiều dữ liệu, đúng không? Ví dụ 1.100, 10.000 chẳng hạn, mà chúng ta lại nếu mà cứ nhập tay như này chắc là đến Tết cũng không xong được, đúng không? 10.000 cái chắc đến Tết cũng xong được. Thì chúng ta cái bọn Laravel nó cung cấp chúng ta một, thực ra là cũng không phải là Laravel, là bên thứ ba thôi. Có một người Fantoni gì đấy, ông ấy public ra một cái thư viện này, ông đặt tên là Faker để giúp chúng ta tạo ra, chúng ta có thể lấy được những cái dữ liệu, tạo ra những cái dữ liệu động, dữ liệu có nghĩa là nó tùm lum linh tinh nhưng nó cũng có ý nghĩa, để giúp chúng ta sinh ra cái dữ liệu nó không bị trùng nhau chẳng hạn. Thì chúng ta có thể là sử dụng vòng for để insert dữ liệu đến vào trong cơ sở dữ liệu của mình. Thì chúng ta sẽ đến với cái khái niệm là Laravel Faker. Đừng mà lỗi nha. Mà người mẹ chán kinh khủng. Đây rồi. Đây, chúng ta có GitHub Fanny nốt tổ cái gì đấy Faker. Đây. Trong này nó cũng có đấy, database testing. Mạng siêu chậm. Các bạn có vào được không? Rồi, thì chúng ta sẽ vào cái thằng Postable này. Chúng ta sẽ có cái biến Faker bằng cái gì nhỉ? Faker 2.a.factory đúng không? Tôi cũng chẳng nhớ lắm. Faker đây ạ. Use Faker generator S Faker này không phải rồi. Chờ tôi một chút. Đây rồi. Chúng ta có cái Faker bằng Faker Surfactory Create như này. Sau đó chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ có cái vòng for. Ví dụ vòng for của tôi chạy là tôi muốn có 1.000 bản ghi trong cơ sở dữ liệu y bằng 0, y nhỏ hơn 1.000 chẳng hạn như vậy. Tôi sẽ có cái biến post bằng một cái mảng. Trong bảng post, các bạn cứ xong một phần này đi. Trong bảng post của tôi sẽ phải đối chiếu xem nó cần những cái dữ liệu gì để tôi sinh ra cho các cột tương ứng. Thì tôi xem qua cái bảng post cái đã. Design table. Chúng ta có title là cần này. Content tí nữa chúng ta cũng thêm, short description cũng thêm. Get ID chúng ta sẽ để random. Author created by. Created by thì như có default created by thì nó sẽ điền vào là -1. View mặc định là 0, slug. Rồi ok, chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có cái biến title bằng Faker trỏ đến. Faker trỏ đến này. Đây là cái đối tượng các bạn, cái này nó trả lại cái đối tượng. Chúng ta bằng cái đối tượng đấy trỏ đến. Trong cái thư viện Faker này nó có cái hàm để giúp chúng ta lấy ra một cái đoạn text. Bây giờ lấy ra một cái đoạn text bất kỳ thì chúng ta sẽ xem cái thư viện của nó bao gồm những cái gì ở trong này. Ví dụ tôi search chữ real text đây. Nó có cái hàm là real text max cha là bằng 200 index size, tức là có mấy dòng đấy. Thì tôi để là real text này, tôi gọi đến cái hàm là Faker trỏ đến real text đóng mở ngoặc. Đây là 100 ký tự chẳng hạn, một dòng. Đây là cái title, thì tôi sẽ set cho cái post của tôi có cái cột là title bằng giá trị biến title kia.
phẩy content, content nó sẽ bằng faker trỏ đến real take, là ví dụ như kiểu là 500 chẳng hạn, index là 2 hoặc 3. Short description đúng không? Chúng ta có cái thằng short DSC. Short DSC nó bằng cũng faker real take nhỏ hơn 200 ký tự và một dòng thôi. Tôi để là created by mang giá trị là -1. Đây là master data nên tôi để là -1. Các bạn cứ xong đi đã. Quyền xong, copy xong chưa? Copy xong này. Tí nữa giải thích vì sao mà tôi không làm cái cột title này giống như các cột khác mà tôi lại nghĩ vẽ ra nó là cái biến title của chính, để tí nữa giải thích. Cốt xấu thế sau này chỉ kiệt mình thôi. Author bằng faker cho đến name. Xong chưa? Hỏi đi. Thank you.
Xong chưa? Để tôi coi lại xem là cái author đúng không? Còn cái slug, các bạn để ý này. Cái slug này tôi chưa giải thích đúng không? Rồi, đây này. Cái slug nó chính là cái này. Ví dụ chúng ta vào kênh 14 chẳng hạn, chúng ta vào bất kỳ một bài viết nào đấy, nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu, đúng không? Đây, đây nó chính là cái slug. Cái thứ mà bọn tôi gọi nó là cái slug. Cắt ra này. Được chưa? Cái này là cái slug. Cái slug chẳng qua nó là cái URL để truy cập vào một bài viết. Vì nó đại diện, bình thường chúng ta truy cập vào một bài viết là chúng ta dựa vào cái ID của bài viết, đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ truy cập vào bằng ID á thì sau này bọn Google nó đánh index của chúng ta rất là thấp. Hiểu chưa? Bởi vì cái URL này nó không, nếu mà URL của bạn chỉ là ID không thì nó không có ý nghĩa gì cả. Nó không biết là bài viết của bạn về cái vấn đề gì. Cho nên nó sẽ đánh giá đấy là không tối ưu cho người dùng. Cho nên là người ta phải suy nghĩ là khái niệm là slug này để thay cho cái cho một cái bài viết ở đấy khi mà truy cập vào cái URL. Ví dụ chẳng là localhost 2.8000. Nếu sượt ID cũng được, nhưng mà chúng ta làm một cách là sượt cái URL này. Sau đó là chúng ta sẽ thực ra cái URL các bạn nhìn nó giống cái gì? Giống cái tài tổ. Đúng không? Chẳng qua là bỏ hết tất cả các dấu, bỏ hết tất cả các khoảng dấu cách trở thành cái hình ngang, đúng không? Để cho cái robot có thể hiểu được là về cái gì và người ta dễ dàng tìm kiếm hơn, đúng không? Các bạn hãy nhớ rồi, cái slug này nó là cái thứ là không bao giờ được trùng nhau, được chưa? Cái slug là thứ không bao giờ được trùng nhau trong một cái bảng. Cho nên là tôi mới nghĩ là cái tôi mới làm cái trò đó là tạo cái biến title này trước. Sau đó tôi sẽ chuyển cái title này trở thành dạng slug, giống như cái lúc nãy tôi chọn các bạn, được chưa? Đó, thì bây giờ cái slug thì nó có cái gì? Trong thằng Laravel này, bản chất nó đã có cái hàm giúp chúng ta sinh cái slug này rồi. Đó là chúng ta sẽ là lấy cái str trừ slug. Đây, chúng ta có hàm là str trừ slug thì nó sẽ sinh ra, các bạn nhìn thấy cái output là Laravel num framework, đúng không? Thì nó sẽ tự sinh cho chúng ta là Laravel chuyển thành chữ hoa thành chữ thường này, dấu cách thành dấu gạch ngang này, đúng không? Đó, thì chúng ta có thể dùng cái thằng của nợ này, chúng ta có cái biến slug bằng này, bằng cái title, bằng cái biến title và thêm dấu trừ vào. Chúng ta tiếp tục cộng tiếp nó với cái ngày tháng năm. Được chưa? Ví dụ như chúng ta cộng với nó thêm một cái là cộng với thêm một dấu gạch ngang, cộng tiếp với hàm time hay ghép time nhỉ? Chẳng nhớ. Lấy time này để không bị trùng nhau ấy mà. Không thì tôi lấy ra ở đây là micro time đi cho nó xị. Cộng với micro time. Cộng với micro time. Sau đó tôi sẽ có cái cột slug bằng với cái biến slug mà của tôi sinh ra ở trên. Sau đó trong này tôi vẫn thực hiện cái việc là db 2.2.table
bảng này là bảng post trở đến insert, cái biến là post và nó chạy một cái này chuyển chuyển là 1000 lần. Đó, 1000 lần. Thế cơ đấy. Nó có sẵn rồi. Có thể dùng không? Còn tôi còn thiếu cột nào nhỉ? Thôi các bạn cứ làm đi tí rồi test phát rồi biết là sai sót ở đâu. Được chưa? Chạy thử nhá. Xong chưa ngạc? Chạy thử cái nhá. Để tôi coi lại xem là setup có chuẩn không. Đây, possible seeder nhá. Ôi giời ơi. Get ID doesn't have a default value. Còn thiếu cái cột get ID nữa. Get gạch dưới ID. Nó bằng cái ran, hàm random từ 1 cho đến 10. Cho mỗi bài viết nó là thuộc một cái danh mục nào đấy có ID từ 1 đến 10 random. Làm sao mình lại thiếu thiếu. Đó. Cái gì? Trong kết nó đi. Trong kết cái bảng nó đi. Rồi chạy lại category. Trong kết nó đi. Trong mặt ngu si không biết trong kết là gì đó. Chạy lại nó lại cả cái chạy lại cả cái gì? Có nhìn thấy tôi comment nó vào không? Mày cứ như người rời ấy Dũng ạ. Xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có 1000 bản in. Đúng không? Đúng 1000 bản in luôn. What the fuck? À đây, vẫn 10. Thank you.
cho mày làm điều như nào là tăng vi nhen. Mình chạy cái gì đấy? Đây. Đó là xin tin các tên vi xin đó. Mình chưa xếp cái này. À sợ. Anh chưa xếp. Tôi chả không lắm quan này. Yeah. Một cái lỗi lần này tôi nhớ là lần thứ 3 rồi, hôm nay 2 buổi lần trước một phát. Chán quá không ạ? Đừng bao giờ để một cái lỗi nó xảy ra đi 3 lần. Hiểu không? Khi mà xem cái ring rồi nó bao hết rồi. Này đi. Đây là cái gì? Ừ, mạng quá chống rồi để trao ngon. Mình làm sao luôn Tâm ạ? Đây này. Không được ở trên nhưng không xuống đi. Kia đúng không? Đây này, nó chưa có slot. Phim và cột và cái trường dữ liệu slot doesn't have và chưa có default value, tức là không có giá trị mặc định. Và đây em chưa có điền vào đây. Đây. Được chưa?
không biết chưa? Nhiều vậy, MySQL. Xong chưa? Hai bà xong chưa? Hai bà tiếp tục nha. Thế là chúng ta đã xong cái phần seeding và migration. Nhớ làm xong thì comment, làm xong thì đâu comment lại, để đừng có nhỡ sau này nghịch ngu chạy phát thì thôi ăn cám luôn, duplicate data là há mồm đấy. Hả? Xóa dữ liệu nào? Xóa bảng vào đi đi mà xóa. Còn sao nữa? Rồi ok. Xong. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Có bạn nào thắc mắc gì về cái phần migration và seeding nữa không? Thế là hết rồi đấy nhá, hết phần seeding và migration rồi đấy. Chúng ta đã có data mẫu. Xong rồi. Gì không? Thắc mắc gì không? Tiếp theo. Chúng ta đang hôm trước đang xử lý dở cái phần là route này đúng không? Được chưa?
Bây giờ thì các bạn hãy để ý này, chúng ta sẽ ở cái trang chủ này, ví dụ localhost 8000 đúng không, ví dụ localhost 8000, enter xuống đăng ra cái trang này đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ đổ dữ liệu ra ngoài cái giao diện này bằng cách là thay cho cái việc là chúng ta hiện tại đang trỏ đến cái name homepage và chúng ta mở cái hàm là http controller home controller list post đây đúng không, và index thì chúng ta cắt nó đi. Bây giờ tôi đang muốn là khi mà ra cái welcome này thì tôi sẽ không để cái welcome của tôi nó sẽ là cái giao diện rất là đẹp đẽ như giống như ở cái bên URL là cái massive TPL something này, ví dụ như này, nó chạy lâu vậy, có gì đó sai à? Mạng yếu do mạng chậm này, như này. Thì trước mắt tôi sẽ hiển thị cho các bạn là tất cả các cái danh sách về danh mục nó ở trên này cho chúng ta. Sau đó ở phía dưới này tôi sẽ hiển thị cho chúng ta các cái bài viết và có phân trang cho các bài viết ở phía dưới này, nó cũng chia ba như này. Còn phần ở đây chúng ta giữ nguyên, chúng ta có phần web config để sửa những cái này sau, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng làm cái phần này nhá. Thì thứ nhất ở home controller tôi sẽ để ra cái view, tôi để đây là home page chẳng hạn, tôi để là home thôi chấm index. Cái truyền dữ liệu gì ra hay không tôi để chấm, tôi chưa, tí nữa tôi truyền sau. Tôi sẽ có cái home index. Sau đó ở cái phần research tôi sẽ tạo ra ở trong view này một cái thư mục tên là home đúng không, home. Và trong home này có một cái file tên là index.blade.php. Được chưa? Các bạn tạo ra cái file trống cho tôi, chưa có gì cả. Xong chưa? Tiếp theo ở trong cái file index này chúng ta tiến hành là a.extend, là kế thừa một cái giao diện nào đấy đúng không, thì chúng ta sẽ kế thừa cái thằng là layout chấm gì nhỉ, client nó hay là massive, chấm massive. Vứt đấy thôi, kế thừa cái layout massive. Sau đó về trang chủ refresh. Về đường dẫn trang chủ logo 8000 refresh. Nó không có gì thay đổi đúng không? Tức là chúng ta đã kế thừa thành công cái file này. Sau đó chúng ta bây giờ sẽ tiến hành là mở cái file layout này ra, layout massive này ra. Chúng ta hãy để ý ở phía dưới này có cái body content start. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái body content start không? Page content, container, các thứ các kiểu đấy. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có cái khung như sau. Ví dụ như page content này, chúng ta có để cái div class container đóng nó vào. Ở bên này nó có cái hình mũi tên này, chúng ta đóng nó vào. Và cắt toàn bộ đi. Cắt toàn bộ phần này đi. Được chưa? Đấy, phần body content start này, chúng ta cắt toàn bộ đi và chúng ta để đây là a còng là content.
A cộng U là content. Đây chúng ta tạo ra một cái ô trống, nó là cái phần nội dung đúng không? Chúng ta sẽ A cộng U content ở đây. Được chưa? Bây giờ khi vào reload trang, chúng ta sẽ không cái phần giữa này đâu. Kể cả cái phần sidebar cũng mất rồi đúng không? Chờ tôi chút nha, các bạn cứ để nguyên đấy, tôi pệt vào đây xem cái phần sidebar nó ở đâu. Cái trang này hình như không có sidebar. Nó chỉ có phần nội dung chính thôi đúng không? Thì chúng ta cứ Ctrl Z lại, xếp xuống New Content. Và bây giờ chúng ta sẽ mang cái phần content đấy ở đây, chúng ta A cộng section. A cộng section ở đây là content. Và nhớ là phải có end section. Và pệt toàn bộ cái nội dung kia vào đây. Pệt toàn bộ cái nội dung mà ở trong phần container vào đây. Để toàn bộ cái nội dung chúng ta vừa cắt vứt vào trong này. Được chưa? Không nhỉ? Pệt nó vào đấy không? Để làm mẫu thôi, để làm khuôn cho chúng ta làm. Sau đó ra ngoài kia reload lại, chúng ta thấy là cái giao diện của nó vẫn như cũ, được bổ sung đầy đủ. Lâu vậy. Được bổ sung đầy đủ như cũ đúng không? Đó. Không khác tí nào. Bây giờ chúng ta sẽ sinh ra những cái phần này thì chúng ta phải phân tích cái giao diện. Thì chúng ta để ý ở đây là có cái row này. Xem để riêng thu vào không có thêm row đúng không? Thì chúng ta sẽ để ý là nó sẽ bao gồm các cái post lead, bao gồm là côn MD4. Chúng ta sẽ để ý nó sẽ có rất là nhiều những cái côn MD4. Thì mỗi một cái côn MD4 này nó là một cái bài viết này. Đây, cái này là một cái côn MD4 này. Đến cái phần read more, từ phần nó sẽ bao gồm từ phần tag này, đây là tag của bài viết này, sau đó là đến ảnh này, title bài viết này, author này, ngày tháng năm này, xong rồi đấy là đến là cái phần short description của bài viết này, xong đến read more, đến đây là hết một cái phần bài viết côn MD4 mà, được chưa? Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xóa toàn bộ đi, giữ lại khoảng một cái thôi, thu hết côn MD4 vào, giữ lại một cái thôi để làm mẫu cho chúng ta thôi, kể cả côn MD12 ở dưới cũng thu nốt cả. Cái côn MD12 thì giữ lại để tôi xem nó có cái gì. Pagination thì giữ lại cái côn MD12 cho nó là cái phần phân trang của chúng ta, thì chúng ta giữ lại, còn lại chúng ta xóa toàn bộ cái côn MD4 đi, giữ lại một cái thôi, xếp xuống. Đây là cái khuôn cho một bài viết của chúng ta. Thì chúng ta sẽ ở trong Home Controller này, chúng ta làm cái gì? Các bạn để ý, tôi sẽ tiến hành là lấy toàn bộ bài viết ở trong cái trang, ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ra và phân trang nó với truyền ra ngoài. Giống như hôm trước chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem chúng ta có cái model là post hay chưa. Có chưa? Chưa có model post đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra cái model là post. Thì chúng ta câu lệnh để tạo model post là gì? PHP artisan make cái gì, model cách post, xong thì bây giờ chúng ta sẽ sinh ra cái file post của chúng ta và chúng ta sẽ có cái là cái gì, protected $table bằng post. Đây.
PP Artisan Make Model Post là chúng ta thêm cái Protected Table Post vào trong đấy. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta tiến hành ở trong này đó là use. Xong đến đây chưa? Đây post đây là cái sinh năng module đây. Được chưa? Được chưa? Xong rồi sau đấy vào home controller sinh ra cái hàm view kia kìa thì chúng ta tiến hành là có một cái biến post. Nó sẽ bằng post. Cái model post ấy thì chúng ta phải để sử dụng cái model này phải view ở trên là app sược post. Post 2.2. Gì? Page Genet. Các bạn muốn một trang là có bao nhiêu bài viết? Mỗi hàng là 3 3 6 18. Tôi để 8 hàng nhé. Page Genet 8. Và truyền cái post kia ra ngoài thì compact. Cái biến post truyền ra ngoài. À quên nhầm, 3824 đúng không, 24 compact post. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Sau đó các bạn truyền cái post sử dụng cái biến post này ở ngoài cái index blade thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái gì? A cộng for each. Cái biến post s p, ví dụ tôi để là p thì cho nó dễ viết. Và chúng ta kéo toàn bộ cái nội dung của cái thằng côn MD4 này vứt vào trong cái for x đấy. B thằng này vứt xuống dưới thôi. Và tab. Không cần tab nhỉ? Thôi không cần tab. For x thì mỗi một lần sinh ra là một cái bảng này. Bây giờ chúng ta sửa cái thằng đến đây xong đi nhỉ? For x cái biến post ra ngoài. Đ
tay như này cho dễ nhìn. For x và n for x. Để cứ để đây là truyền dữ liệu ra ngoài thôi. Xong chưa? Xếp xuống chạy thử cái đã, xem nó có ra 24 cái không. Ôi giời ơi. Undefined variable post. Có gì đó sai sai à? Post 2.2. Paginate home. Home index compact. Cái biến post này ra rồi mà. Tại sao cái biến này không tồn tại đây nhỉ? Hả? Cái gì? Chuỗi gì sao? À đúng rồi, chuỗi. Chính xác. Quên. Rồi. Đúng là 24 cái đúng không? Chính xác không? 24 cái. Các bạn có thể ngồi đếm nếu thích. Hả? Tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ sửa tiếp cái con MD4 này. Tôi sửa cái tên trước nhá. Đây sẽ chắc chắn là cái tên rồi này. Ultra Model Design. Cái gì đây đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ sửa ở đây thành Echo này. Đây là cái Echo đúng không? $P trỏ đến title. Xếp xuống và chạy cái. Đúng không? Đúng nhá. Đó. Đấy, sửa cái này. P cái phần H4 text uppercase này này. Đúng không? Cái phần nào là title của bài viết thì mình thêm cái phần echo vào đấy. P trỏ đến title. Đấy, trỏ đến tên cột thôi. Ở đây ở phần dưới này là author đúng không? Class author đây này thì chúng ta trỏ đến là echo ra $P trỏ đến author. Xếp xuống ra tên của người viết.
Nói chung là cứ phần nào động chúng ta vẽ vào đấy, có vậy thôi. Được chưa? Reload. Sẽ nhìn thấy William hay Joe gì gì đấy. Gì nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Sisa, Siso, Miss, Tara, cái gì gì đấy. Đấy, dữ liệu động đấy chứ đâu. Nhưng mà chúng ta để cái này, tên bài viết nó lại dài quá. Đúng không? Tên bài viết nó lại dài quá. Tí nữa tôi sẽ yêu cầu các bạn là dùng PHP, dùng bất kỳ cái gì đấy, cắt bớt cái tên này cho tôi để hiển thị. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ hiển, đây, nếu mà để tên nó dài quá, đây hậu quả này. Nhìn thấy không? Nó bị đè lên nhau. Được chưa? Tí các bạn phải tìm cách nào để cắt bớt tên đi. Có thể dùng CSS, có thể dùng dạng PHP để cắt bớt tên này đi. Ví dụ chỉ để lại là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khoảng 8 đến 10 từ thôi. Chứ không giữ lại nhiều như này nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần này là cái phần, đây là cái gì nhỉ? Short description đúng không? Thì lại thay nó vào. Đây dưới này là short description đúng không? Chúng ta thay nó vào. Thay bằng đây là echo này. Echo nhưng echo dạng là show ra cả thẻ. Đúng không? Thì đâu là p trỏ đến short dsc reload cha. Ra một đống đúng không? Đúng chưa? Còn cái này nếu mà để cho chắc củ thì chắc là chúng ta phải bởi vì chúng ta lúc nãy là không ấy, không có trong cái thẻ P. Đây tôi để thẻ P này rồi, tôi để cái echo như này cũng được. Đô la P trỏ đến short DSC. Đấy thì cái chữ read more nó sẽ được đẩy dưới, nhưng mà đẩy quá rồi, bởi vì chúng ta để text nó dài quá. Cho nên mất chữ read more rồi. Đúng không? Tí nữa cắt lại chỉ còn khoảng mấy trăm từ thôi, khoảng 100 từ, 120 từ thôi, hoặc là mấy chục từ thôi. Chứ không để nó dài như này. Nói chung là để tóm tắt thì không nên để dài quá. Read more kệ nó thôi. Xong. Được chưa? Đó, có vậy thôi. Đổ ra dữ liệu động nhá. Bây giờ các bạn tìm cách, nhớ nhá, tìm cách cắt cho tôi bớt cái phần tiêu đề bài viết đi. Ví dụ tiêu đề bài viết chúng ta đang nhiều quá đúng không? Quá nhiều ký tự. Bây giờ các bạn làm sao cắt cho tôi được khoảng là 50 đến 70 ký tự thôi. Tìm cách nào đấy, thử xem trong Laravel có cái hàm đấy không? Hoặc là dùng PHP thuần có cách nào xử lý không? Cắt bớt đi cho tôi. Thử đi. Để xem trong này nó có những hàm helper này có gì không. String này, kem một cây, class bay, end with, kebab cây, start with, start string after finish limit. À đây rồi, có hàm string limit đây rồi. Mày hở bưởi. Tôi làm luôn. Chúng ta có public function limit đây nhận là number thì chúng ta sẽ để đây là text bằng string limit title limit title đây là $this trỏ đến title đây là khoảng 70 ký tự kết thúc bằng dấu chấm chấm như này, tôi để dấu 3 chấm return text copy ở đây là cái number thì tôi ở đây tôi sẽ hiển thị ra
ok, chọn cái link title khoảng 70 ký tự. Ngắn chưa? Vẫn là 3 dòng ạ. Ngắn nữa. 50. Rồi, ngắn rồi đấy. Hoặc 50 ký tự thôi. Ngắn nữa mà. 40. Rồi đấy, còn 2 dòng. Trông có vẻ hợp lý hơn. Sau đó là đến nốt cái phần này. Không, tôi chỉ sâu skill thế thôi, tự đi mà làm. Không có chuyện là tôi đi làm cho đâu. Để tôi làm đi. Stream limit, FTL limit, và chúng ta đã học có sẵn. Thì là một cái
Không, tôi nói rồi, tự đi mà làm. Biết vận dụng hướng đối tượng và biết vận dụng cái những cái hàm có sẵn của Laravel mà làm. Ở đâu ra cái gì ăn sẵn. Ăn sẵn đấy chỉ khổ các bạn thôi. Tôi chẳng mất gì cả. Đi. Xong chưa? Làm phần sort description chưa? Cái này.
Hả? Cho ngắn lại cái gì nữa? Không nhìn thấy cái ritmo nó đẩy xuống dưới tích dưới này. Được chưa? Đây, trong hướng đối tượng chúng ta có cái trò là tạo một hàm nằm trong cái lớp đấy đúng không? Ví dụ hàm này tôi để là limit title đúng không? Được chưa? Thì ở đây tôi hoàn toàn có thể là tôi viết vào đây số number. Sau đó là tôi có cái biến text bằng string limit. Cái hàm này là hàm helper, hàm có sẵn ở trong Laravel. Chúng ta nhập cái text cái vào, nhập cái số cái này là cái đoạn text nhá, cái đoạn text gốc của chúng ta này. Sau đó đây là cái số lượng ký tự một cắt. Sau đó là kết thúc bằng cái dấu gì, nó viết vào đây. Đây tôi để dấu 3 chấm. Sau đó tôi return ra cái text này. Thực ra cách này là chỉ dùng hướng đối tượng làm thôi, nhưng nó hơi ngu. Thật sự nó hơi ngu, chúng ta hoàn toàn có thể là break toàn bộ cái mớ này đi. Break toàn bộ cái mớ này đi. Cắt đi và xóa luôn cả cái hàm này đi cũng được. Làm chỉ để tung hỏa mùi cho các bạn thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý ngay tại đây. String limit this title thì tôi thay p title, cái number tôi thay bằng 40 ký tự, kết thúc bằng dấu 3 chấm như này thì kết quả nó như nhau đúng không? Sau đó phía dưới thằng description này, short description này tôi cũng làm tương tự. Tôi pet xuống, thay vào đây là thay cho cái title là thay bằng short description. Và tôi tắt xóa thằng này đi. Đây tôi để là khoảng 60 ký tự. Nó ngắn quá. 80. 90 đi. Không thì để 100 luôn. Miễn là sao thằng Readmore nó không đẩy tít xuống dưới là được. Được chưa? Nó để hẳn 130 cho nó nhiều. Lại sát quá rồi. 110 ký tự thôi. Đó, nó sẽ không bị đẩy xuống dưới. Được chưa? Đây, cái hàm string limit.
Được chưa nhỉ? Tiếp theo cái đoạn ở phía trên này các bạn để ý, tôi có cái interface rồi thì cái standard này không? Đây nó sẽ chính là cái danh mục. Tôi sẽ để đây là cái danh mục sản phẩm chẳng hạn như vậy. À, danh mục bài viết chẳng hạn. Thì tôi sẽ xóa bớt một cái đi, bởi vì hiện tại của chúng ta mỗi một bài viết chỉ có một cái danh mục thôi, đúng không? Thì tôi ở đây tôi sẽ làm cái việc như sau, đó là post này tôi sẽ tạo ra một cái hàm là public function getGet gì. Trong này tôi sẽ có cái biến get bằng post, cái này bằng category hai chấm file this trở đến get id giờ vào tôi return ra cái biến get này. Nhưng mà chúng ta phải chắc chắn là tất cả bài viết của chúng ta đều phải có cái danh mục, và tất cả các danh mục của chúng ta đều phải tồn tại, chúng ta mới làm được cái việc này. Cái category tôi chưa chọn các bạn. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta đã có cái category model rồi đúng không? Nhưng mà hiện tại tôi đang quên, tôi chưa chọn vào bảng. Tôi có cái protected dollar table bằng categories như này. Để tôi chọn nó vào trong cái bảng category. Bởi vì hai thằng post và thằng category này nó cùng namespace. Bởi vì nó cùng cái namespace là app này. Cho nên tôi không cần phải use cái category làm gì cả. Bởi chung một namespace thì chúng ta có thể gọi thẳng như này luôn. Sau đó thì ở cái phần này tôi sẽ có thể làm như sau. Tôi A cộng if cái đô la P trỏ đến get kết mà nó khác null. Ở dưới này các bạn phải nhớ là A cộng n if. Thì ở đây tôi mới hiển thị ra được là cái đô la echo ra. Tôi echo ra cái đô la P trỏ đến get kết trỏ đến cái này đóng mở ngoặc, sau đó trỏ đến name. Để đi ra ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên danh mục, cái bóng đá thể thao sống trẻ này, rồi thì video đủ các loại thể loại ở trên này, được chưa?
được chưa? Tôi đẩy code lên nha. Rồi xong. Đó là chúng ta sẽ có cái giao diện trang chủ là danh sách các cái bài viết cũng như các danh mục của bài viết, tên bài viết, tóm tắt ngắn, đúng không? Đấy các bạn check đi. Tôi đẩy code lên rồi đấy. Tí nữa tôi sẽ làm nốt cái phần phân trang này cho chúng ta. Làm nốt cái phần phân trang này cho chúng ta nữa là xong. Nghỉ đây. Code tôi đẩy lên rồi nhá. Lên GitHub lấy nếu mà còn thiếu cái gì. Xong rồi các bạn check đi xem còn phần nào mà đang bị lỗi không thì bảo để tôi sửa cho. Gì vậy? Ngà bị con gì cắn à? Vừa phải nhưng ngà. Tại sao lại như thế này? Gì?
kệ để có thể. Được chưa? Có bạn nào bị lỗi gì không? Đây cái phần sinh ra link ấy đây, thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn link của các trang. Đây các bạn thêm cho tôi cái đoạn này vào cuối của cái phần pagination nữa trong tài liệu Laravel. Các bạn search pagination, nó sẽ hướng dẫn là sổ ra cái mớ là link 1, 2, 3, 4, 5, được chưa? Tức là như cái này, đây số trang.
Đây. Thấy không? Nó là link có thật. Nó giúp chúng ta làm cái phần phân trang. Thì sổ nó ra cái này bằng cách là hả? Ờ. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần làm vào, bấm vào đây nó sẽ ra chi tiết một bài viết. Thế như nào, đúng không? Cái gì? Thì ông có nhìn thấy cái đường dẫn này, nó là cái đường dẫn tích không? Hả? Bảo sao không ra? Hiểu chưa? Bây giờ chuyển nó sang cái đường dẫn động. Ví dụ mỗi bài viết chúng ta sẽ có cái đường dẫn là gồm những cái chỗ như này. Ví dụ như kiểu là cái ảnh này, chúng ta echo nó ra là bằng đô la P trỏ đến slug. Cái này phải là URL, hàm URL. URL P trỏ đến slug. Tương tự cái href log single này cũng là echo ra URL postlog luôn, copy cái này vứt hết vào chỗ nào có cái đường link, trừ cái kết ra nha, cái kết nó riêng đấy. Đây cái read more nữa. Rồi bây giờ chúng ta coi ảnh nó sẽ hết tờ cái gì đấy đúng không, nó dài ngoãng này. Rồi thì read more này, đúng không? Nó ra cái link dài ngoãng đấy. Các bạn làm đi. Lấy cái URL của cái bài viết ra bằng cái slug. Được chưa? Bây giờ bấm vào đây nó có lỗi không? Bấm vào cái danh sách bài viết này có lỗi không? Nó ra cái sorry the page you are looking for could not be found, đúng không? Tức là cái đường dẫn này chúng ta chưa quy định.
giống như bình thường là chúng ta phải quy định một cái đường dẫn nó sược vào thì chúng ta mới có, đúng không? Bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Mở cái web ra. Không nhờ cái route đâu nhỉ. Route này, mở web ra này. Chúng ta sẽ có cái đường dẫn như sau, tôi để dưới cùng luôn. Tôi sẽ có cái route 2.2.get sược. Ở đây tôi nhận cái tham số là slug url. Tham số này là parameter là ấy thôi. À thôi thì để như này đi. Và tôi sẽ đưa về là home controller, hàm là hàm post, hàm detail. Đây tôi để là detail, đặt cho nó cái name bằng post.detail. Controller hàm detail. Không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra vào cái hàm detail, mở ra cái home controller. Chúng ta sẽ viết ra cái hàm là public function detail. Nhận đây là cái biến slug url. Và chúng ta dd ra cái biến slug url đấy. Ra ngoài này reload, nó ra cái đường dẫn như này đúng không? Được chưa? Ra đường dẫn là slug url. Thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Post bằng post 2.2 chấm file where chứ. Where đây là field, là field slug bằng với giá trị của cái biến slug url kia. Và get first sau đó là dd ra ngoài. Đâm đai mày chẳng nhớ cái gì, mày nói bao lần. Reload. Đây, nó ra cái bài viết đây đây. ID bằng 2, header, các thứ các kiểu đúng không? Tôi sẽ bấm một cái bừa đi. Cái này nó sẽ là ID 5, title, slug. Xong. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là return view là home.detail. Home.detail và truyền compact. Compact cái biến post ra ngoài. Tất nhiên nếu mà cái bài viết này không tìm thấy, if phủ định của post thì chúng ta sẽ return. Cái này là phải return ra view 404 not found.
Cái này chúng ta sẽ làm sau. Và đây tôi sẽ DD ra là đây là mỗi một chữ là nó vào rồi. Mấy nữa tôi sẽ sửa cái này xong. DD rồi nó không chạy xuống dưới nữa, nó dừng lại ở đây. Giờ các bạn biết làm gì đấy? Tạo file view detail, kế thừa cái layout massive và bê cái nội dung của cái thằng chi tiết bài viết ra single block ra, vứt vào đấy, chèn cái giữ lại cấu trúc HTML xong rồi chèn cái nội dung động vào là xong. Giống như trang chủ trong mặt ngà hoang mang. Thứ nhất tạo ra cái xong đến đây chưa nhỉ? Bây giờ thì lại mở cái resource ra, home, tạo ra cái file là detail.blade.pp. Trong này thì lại extend cái layout massive. Layout.massive a còng section content. Và end section. Đó. Xong ở trong này tôi DD ra cái post trỏ đến title chẳng hạn. Check xem có chạy không. Bây giờ reload ra. Đấy, đây là title này. Xong rồi tôi đặt cái này trong một thẻ P chẳng hạn. Rồi. Xong tôi đặt cái này là thẻ này là thẻ strong, thẻ P, xong đến thẻ strong ở trong. Tôi chọn P đến post đến short description. Duplicate thằng này lên, đây là content này. Ra chưa? Chỉ có thế thôi. Bây giờ chúng ta cần cái cấu trúc HTML để hiển thị nội dung ra đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải nhúng cái giao diện của single post ở trong cái layout massive ra, ở trong cái theme massive ra ngoài là xong, hết phim. Nhặt tuyệt. Tôi kiếm cái massive tôi bắt đầu biết phim tôi để đâu nhỉ? Tôi để là home block 2 đúng không? Đây, đúng cái này rồi. Bấm vào bài viết thì nó ra cái block single đúng không? Block single download này, massive này. Massive này. Block chữ B. Block single cho HTML. Đây rồi. Bỏ cái file này ra bằng Semantic. Nó sẽ có một cái phần là page con
phần gì nhỉ? Để tôi coi lại xem nó là cái gì. Massive này. Body content start. Đấy, không có comment thì ăn cám hết. Số lượng nó rất là nhiều. Đây rồi, mày hở bưởi. Chúng ta copy của từ cái container này vất sang thôi. Cái gì đây? Sao nhiều này? Sao lại có cả inline style này? Cũng bỏ mẹ. Sao lại có cái inline style viết trong này nhỉ? Bậy thật. Đấy không phải là inline style. Tuy ở đây, cái này nó là cái nội dung của blog classic. Tôi xóa cái free đi là xong. Còn tên là cắt từ đây, cắt vào. Rồi. Đây detail này, tôi sẽ viết cái nội dung của nó vào đây. Chiếc giải thê. Giải lê thê luôn. Đấy, xong. Bây giờ chúng ta sẽ... Cái ảnh này thì vứt đấy nhá, cái ảnh này kệ nó thôi. Đây standard blog post photo, chúng ta cứ xem chi tiết nó như nào đã. Đây standard blog post with photo đúng không? Đây là tiêu đề đúng không? Thì chúng ta sẽ vào trong này chúng ta sửa cái này thành tiêu đề. $p post cho đến title. Rồi xong, đây là tiêu đề này. Posted by, đúng không? Posted by thì chúng ta sẽ sửa cái này thành created date, created by author. Post cho đến author. Rồi, cái travel các thứ các kiểu này tính sau. Đây là tôi sẽ viết một đoạn ngắn về cái tiêu đề của nó, Lorem Ipsum cái gì đấy đây. Đây, cái đoạn này nó sẽ là đoạn tiêu đề. Tôi sẽ để đây là thẻ strong ở trong. Echo là P trỏ đến short DSC. Ôi giời ơi. Không phải P mà post. Đó. Còn ở phía dưới này thì nó sẽ là phần nội dung blog post đây rồi. Không có quất kiếp gì cả. Đô la post cho đến content. Còn xóa nốt cái phần thẻ P này đi. Những cái phần dư thừa chúng ta xóa hết. Đó, xong. Đây là nội dung của bài viết. Cái phần ở bên này chúng ta tính xong. Đây là sidebar. Cái sidebar này chúng ta tính xong. Khá nhiều đấy. Previous post này. Không có paging, paging gì cả. Quăng luôn. Comment discussion, chúng ta đang hiện tại không có comment, quăng luôn.
nữa này. Không comment con biết. Search cái này nó thuộc về footer, chúng ta cũng quăng luôn đi. Why git? Ba bốn why git. Rồi. About author. Vẫn còn. Đấy tôi đẩy lên rồi đấy các bạn, chờ tí tôi đẩy lên rồi các bạn lấy về thôi. Ảnh của bài viết mấy nữa tôi sẽ quăng lên xong. Tạm thời là mục tiêu của chúng ta cứ hiển thị chi tiết bài viết ra đã. Rồi, cốt lên rồi. Đây là chi tiết bài viết, nó hơi lằng nhằng một tí cho nên các bạn phải lấy cái của tôi xem nó có hiểu không. Lớn bằng cái này đấy. Đó. Đó. Đây.
Tôi đang chia cái layout bị sai mấy nữa mình chia lại. Bạn check đi. Mục tiêu của này là làm chỉ là migrate xong rồi post, sau đó là click vào để mình sẽ nhận được biết là xong. Đã quyết định hay được chưa? Vâng. Lấy chỗ làm tạm cũng sửa xong. Tất cả như thế mà em được.
gì ạ? Gì đấy? Cái gì? Nếu mà sau này, nếu mà tôi để đây là test sửa phone page thì có chạy không? Chết chắc luôn thì chết chết sắc kết thế nhá. Đấy, có vậy thôi. Hôm nay mục đích của chúng ta chỉ rất là đơn giản. Migrate. Và từ đầu giờ chỉ ghi hộp đổ dữ liệu ra ngoài trang chủ. Thế tôi còn chưa làm cái phần này đấy. Mấy nữa sẽ đổ ra đây là các cái danh mục trong hệ thống của mình. Danh mục cấp 1. Sau đó là sẽ bấm vào cái danh mục thì đổ ra tất cả các bài viết thuộc về cái danh mục đấy. Rồi thì làm phần tìm kiếm này. Bấm vào tìm kiếm này thì sẽ search ra tất cả các bài viết trong tên chứa cái từ khóa mình đã nhập vào phần trang này đó. Đấy, có thế thôi, không có gì nhiều. Về là bằng cách nào đấy tôi không quan tâm, các bạn bằng cách nào phải làm được cái phần đấy cho tôi, cái phần hiện tại này, và check xem là làm như thế nào để ra được.